Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu hướng dẫn các bạn claim một cái token có ký hiệu là Nim các bạn. Để claim được token các bạn cần phải tải về một cái giấy trúc wallet nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tải về trúc wallet xong thì các bạn mở giấy trúc wallet ra nè. Rồi các bạn bấm vào một dấu gạch chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gõ cái tên token là Nim. NIM. Rồi tôi cần niêm cái hình màu vàng này các bạn, niêm mít nha. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Sau khi các bạn bắt lên xong, các bạn sẽ lướt xuống bạn, các bạn sẽ thấy tôi cần niêm. Các bạn tìm từ khóa tôi cần niêm nha các bạn. Đâu rồi ta? Khoan các bạn chờ xíu nha các bạn. Mình đã mở ra rồi sao mà nó chưa có. Các bạn chờ xíu nha các bạn. Để mình gõ lại các bạn ơi. Tôi cần này nè các bạn, tôi cần niêm nè các bạn. Rồi các bạn mở vào các bạn, mở ra. Rồi sau khi các bạn mở ra nó có cái dòng chữ claim, các bạn nhấp vào claim nha các bạn. Giá con này hiện tại 0.002. Rồi nó sẽ chuyển tất cả các bạn đến một cái trang web nha các bạn. Được chưa? Có những đồng coin thế này thì cho free thì các bạn cố gắng nhận nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mục reset 0.1 niêm nè. Bạn nhấp vào chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào lưới captcha nè. Tôi không phải là người máy nha các bạn. Lưới captcha xong các bạn mới có thể nhận được tất cả các bạn. Chọn hình ảnh xe buýt, nếu không có thì nhấp bỏ qua. Cái này xe tải hay xe buýt mình cũng không biết. Xe đụng hay xe tàu gì kệ đi. Rồi, ê, còn thiếu một cái. Rồi, sai luôn người ta. Trời đi nước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, tiếp. Rồi, thông báo này, đèn giao thông. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn lướt captcha xong, các bạn sẽ nói sẽ có 1 phút 20 giây cho tất cả các bạn. Nó sẽ chuyển token cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chờ, trong khi chờ đợi mình sẽ tạm dừng cái video tại đây nha các bạn. Đặng rồi nha các bạn, sau khi nó chạy hết số giây này các bạn bắt đắp lên các bạn. Nó đã chuyển cái số token 0.1 đó về giúp wallet của các bạn. Thoát ra đi nha các bạn. Hoan đi, rồi bạn trở về cái chút wallet của mình nha các bạn. Các bạn mở cái giấy chút wallet mình, các bạn mở lại nữa. Coi mình có nhận token không các bạn. Tốt cần niêm hồi nãy đâu vậy không em? Rồi mình đã nhận được. Đâu ta, chưa nhận nữa ta. Nếu các bạn chưa nhận, các bạn vào đây yêu cầu lại các bạn. Nhấp vào dòng chữ này nè các bạn. Các bạn claim lại nha các bạn. Claim lại là tất cả các bạn sẽ nhận thôi. Reset. Mất lượt cha nữa ta. Rồi nha các bạn ơi, mình đã nhận về rồi nè các bạn ơi. Nói gì coi, để mình claim nữa, mình coi có nhận nữa không nghe tất cả các bạn. Rồi claim tôi con lần nha các bạn ơi, nó chặn rồi các bạn ơi. Vậy video này kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.